Xin mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là mình Toàn đang đứng trước các cái cổng là công viên nước cũng như công viên rồng, và tại đây là cái đài phun nước của khu vực Sân Gốt của Quảng Ninh. Hiện tại là mình Toàn đang đứng ở đây và là vào một ngày bình thường, thành ra du khách ở đây vào bắt đầu mùa hè nên du khách chưa có lắm. Và mình Toàn là sống ở gần đây nên chính vì thế mà hôm nay mình Toàn là sẽ có cái dịp mà đến đây gửi một số hình ảnh đến cho các anh chị cũng như các bạn để theo dõi những cái video mới về Hạ Long nói riêng và cũng như là Quảng Ninh nói chung. Rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh mà cô chú anh chị đang xem để theo dõi những video mới về Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung. Đây là cái đài phun nước ở trong khu vực Sân Gốt của Quảng Ninh. Hôm nay mình Toàn sẽ cập nhật cái giá vé của Sân Gốt Quảng Ninh đến cho cô chú anh chị, đặc biệt là các bạn thanh niên nam nữ, để chúng ta biết được cái lịch trình chúng ta về với cái Hạ Long Quảng Ninh, để chúng ta có thể là tăng đo đong đếm những cái kinh phí cũng như là thời gian chúng ta đi. Trước mặt chúng ta là một cái đường vào chỗ cái khu công viên nước của Hạ Long Sân Gốt Quảng Ninh, và đây là cái trước mặt đây là cái quầy bán vé. Khu vực này là khu vực công viên rồng, và bây giờ mình Toàn sẽ ra ngoài cái chỗ vé để mình Toàn cập nhật giá vé cho các bạn nhé. Có một số bạn comment cho mình Toàn, riêng cho mình Toàn, và hỏi luôn cái giá vé. Chính vì thế mà mình Toàn hôm nay là cập nhật cái giá vé đến cho các anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn thanh niên nam nữ, thì mình Toàn sẽ cập nhật luôn cái vé. Đài này là đài phun nước, đây là một trong những cái đài phun nước có thể nói là đẹp ở trong khu vực này. Buổi tối những cái đài phun nước như này là có cả màu mè rất là đẹp luôn, và cái nước này nó phun theo nhạc. Đây, nó có buổi tối nó có các cái ánh đèn này nó màu lên, nhạc mà càng sôi nổi thì nước phun càng mạnh đấy các anh chị ạ. Nếu có dịp mà về với Hạ Long thì anh chị và các bạn ở đây cũng là một cái điểm mà không thể bỏ qua khi mà chúng ta về với Hạ Long. Và giá vé thì bây giờ là như thế nào, chúng ta hãy xem những cái giá vé chúng ta khi mà chúng ta vào đây. Trong này thì cũng có một số người mà đi bán vé dạo, chính như thế mà anh chị và các bạn cũng chúng ta cũng chú ý là chúng ta cũng không nên mua vé dạo. Nếu lúc nó rẻ hơn một chút nhưng vé nó hết thời hạn hoặc là vé nó không có hiệu lực thì anh chị và các bạn không biết được. Đây, mua vé cáp treo tặng vé công viên từ 1 tháng 4 đến 25 tháng 4. Wow, cũng khá là rẻ nhỉ. Khu vực này là khu vực bán nước và kem. Đồ uống thì ở đây rất là đa dạng luôn. Đây, đồ uống khá là đa dạng. Ở trong này thì so với bình thường ở phía ngoài thì đồ uống nó cũng có mắc hơn một chút, nhưng mà nó cũng không mắc lắm. Ví dụ như nước suối ở đây là 15.000, nước coca là 20.000 chẳng hạn. Đây, trong này cũng có một số cái cây. Cây này cây xì cũng khá là đẹp luôn. Xì. Đấy, và bên cạnh đó cũng có những cái tủ nước lưu động như này. Nếu máy gặp sự cố xin liên hệ. Chúng ta mua nước tự động ở đây được. Đây, cái điều chú ý mà khi mà chúng ta đến mua vé ở đây thì ngay khi mà chúng ta ở công viên này, chúng ta gặp ngay một cái bảng ở đây ở khu vực Sân Gốt. Quý khách lưu ý là chỉ mua vé tại quầy, không mua vé qua tay, để tránh mua phải vé giả, vé đã hết hiệu lực. Không mang đồ ăn, đồ uống và động vật vào công viên. Vé đã mua là không đổi, không hoàn lại. Vui lòng đo chiều cao trước khi mua vé. Chiều cao dưới 1m là được miễn phí. 1m đến 1m4 là vé trẻ em, còn trên 1m4 là vé người lớn. Người ta cũng lưu ý hẳn cho chúng ta luôn. Và đây là cái bảng giá vé của năm nay. Mình Toàn sẽ cập nhật luôn cái bảng giá vé của Sân Gốt Quảng Ninh này để đến cô chú và anh chị. Sân Gốt Hạ Long Complex, bảng giá vé, vé tham quan bên tay phải này, đây cái cột này là vé tham quan. Thời gian hoạt động, người lớn hoặc trẻ em cao từ 1m4, trẻ em cao từ 1m4. Ba cái mức giá vé khác nhau.
Và đây là vé tham quan cáp treo Nữ Hoàng và khu đồi huyền bí. Thì thời gian là từ trước ngày 26 tháng 4 năm 2019. Người lớn là 350.000. Trẻ em cao 1m đến 1m4 là 250.000. Công viên nước. Đây, công viên nước. Là người lớn là 50.000, trẻ em là 50.000. Công viên rồng. Người lớn 50.000, trẻ em 50.000. Còn từ ngày 26 tháng 4 năm 2019, cáp treo Nữ Hoàng là 350.000, trẻ em là 250.000, vẫn giữ giá. Công viên nước là 350.000, trẻ em là 250.000, là tăng 200.000 so với trước ngày 25 tháng 4 đấy các anh chị nhé. Công viên nước là từ ngày 26 tháng 4 là chúng ta tăng lên 200.000 so với thời điểm bây giờ. Công viên rồng 300.000 là tăng 250.000. 300.000 người lớn, trẻ em là 200.000. Combo công viên rồng và công viên nước là 400.000 để cho người lớn, trẻ em là 300.000. Combo 3 công viên là 500.000 cho người lớn và 400.000 cho trẻ em. Còn bên dưới này là thời gian hoạt động. Thời gian hoạt động cáp treo Nữ Hoàng và khu đồi huyền bí là từ 14 giờ đến 22 giờ. Từ thứ hai, thứ sáu, còn thứ bảy, chủ nhật là từ 9 giờ 22 giờ. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 một năm, các ngày từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 là từ 9 giờ 22 giờ. Đấy, ngày lễ khác đây các anh chị nhé. Công viên rồng là từ 14 giờ 19 giờ. Là từ thứ hai, thứ sáu, còn thứ bảy, chủ nhật là 9 giờ 19 giờ. Các ngày lễ là 30 tháng 4 một năm là từ 9 giờ cho đến 19 giờ. Trước ngày 26 tháng 4 năm 2019 là từ 14 giờ 18 giờ. Từ ngày 26 tháng 4 là 14 giờ 19 giờ và từ 9 giờ 19 giờ. 9 giờ 19 giờ là thứ bảy chủ nhật đấy. Đấy. Đây là một cái giá vé mà như Minh Toàn thấy ở đây thì giá vé nó tăng. Nó tăng như công viên rồng là nó tăng 250.000. So với người lớn và trẻ em nó tăng 150.000. Còn công viên nước là tăng 300.000. So với người lớn và trẻ em là tăng 200.000 so với trẻ em. Nếu mà chúng ta đi thì chúng ta nên đi combo. Combo thì chúng ta sẽ chơi nhiều hơn. Với giá vé là 400.000 cho công viên rồng và công viên nước. Và combo 3 công viên là 500.000. Chúng ta có thể chúng ta đi combo thì giá vé nó sẽ rẻ hơn. Và đây là cái đường đi ra, khu đường trước. Đây, cáp treo Nữ Hoàng thì nó là cái này đấy các anh chị và các bạn. Đây, khu vực này thì anh chị chú ý nhé. Ta nó chỉ mua vé tại quầy, không mua vé qua tay. Thì các anh chị và các bạn khi mà chúng ta về đến đây thì chúng ta cũng chú ý khi mà chúng ta mua vé thì chúng ta cũng không nên mua vé những cái người mà qua tay. Đây mình toàn sẽ vào trong cái khu vực này gửi đến cho các anh chị một số cái hình ảnh ở trong này khá là huyền bí. Đây cái này, những cái này thì bạn trẻ rất là thích luôn. Đây, đây là một cái đường thôi. Đường trong cái công viên này thôi các anh chị. Khá là đẹp. Cái bước chân này người ta làm bằng gỗ. Đây. Khi mà anh chị và các bạn chúng ta đi ở đây cũng rất là đẹp. Wow, ở đây có một cô em gái khá là xinh luôn. Đúng không? Đó. Người Tây. Đây cũng là một cái đài phun nước nữa các anh chị. Ở một số cái video
của Minh Toàn sẽ có nhiều cái video mà nói về khu vực vui chơi giải trí lớn nhất ở Quảng Ninh này. Nếu cô chú và anh chị và bạn quan tâm thì chúng ta hãy xem thêm ở trong cái tranh Thanh Phát là Quảng Ninh ngày nay, hoặc là Cuộc Sống Quảng Ninh, thì chúng ta sẽ xem được một số cái video ở trong cái khu vực của Sun World Quảng Ninh này. Đấy là những cái video mà Minh Toàn review về cái khu vực có thể nói là một trong những cái khu vui chơi giải trí lớn nhất của Quảng Ninh. Đây là cái nhạc nước các anh chị ạ, cũng là một cái đài phun nước. Video này Minh Toàn xin phép là dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video này, để xem những cái video mới về Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung, những cái danh lam thắng cảnh, thì rất mong cô chú và anh chị chúng ta nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về Hạ Long nhé. Xin hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.